Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về tủ điều khiển trung tâm của hệ thống điều hòa. Mặt ngoài của tủ gồm có 4 màn hình hiển thị để điều khiển hệ thống điều hòa. Phía bên trong tủ gồm có các thiết bị như át cấp nguồn cho các thiết bị trong tủ và cầu chì bảo vệ cho mạch điều khiển và dây nên nhiệt để dùng để cảm biến nhiệt độ của quạt. Tại tủ trung tâm gồm có 20 bộ Devening. Các bộ Devening được kết nối với các dàn nóng và màn hình điều khiển. Tại Devening, mỗi một bộ Devening được kết nối với 3 tổ dàn nóng và nhận tín hiệu từ màn hình điều khiển sẽ ra lệnh cho các tổ dàn nóng làm việc. Phía đây là hai chân dịch vụ nhận tín hiệu từ màn hình điều khiển và đây là tín hiệu đầu ra dàn nóng và đây là các cổng dịch vụ của Devening. Phía đây là công tắc tắt bật tại Devening. Phía trên đây là các đèn hiển thị của Devening và nút reset. Phía trong này là nguồn cấp cho bộ Devening. Bộ điều khiển Devening là của hãng Daikin, model DCM601A52, có dòng điện định mức của Devening là từ 100V đến 240V, tần số điện áp là 50 đến 60 Hz, khối lượng của Devening là 0,5 kg, dòng điện định mức là 3,15A, công suất của Devening là 6W. Chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về tủ điều khiển trung tâm của hệ thống điều hòa trung tâm VRV4. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn.